Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại quý anh chị nhà đầu tư trong bản điểm tin tối thứ sáu hàng tuần. Ok, Hùng Lê chỉnh lại thiết bị âm thanh một tí tại vì hình như là nó đang bị bé. Để phân tích nhận định xu thế thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 7 thì trong cái bản tin phân tích của tuần trước, thì Hùng đã có đề cập đến tính chu kỳ của quý 3 và tính chu kỳ của tháng 7. Các anh chị có thể xem lại thì chúng ta đều thấy rằng là thị trường chứng khoán Việt Nam trong những năm gần đây, khi mà 6 tháng đầu năm có thể là có một một cái nhịp giảm rất là mạnh, và sau đó thì đến hết tháng 6 và khởi đầu của một cái chu kỳ mới của khởi đầu của tháng 7 thì thường là thị trường chứng khoán của Việt Nam sẽ có những cái tín hiệu khởi sắc hơn, thì trong cái bản tin thứ sáu tuần trước, tức là bản tin video số 61, thì Hùng Lê cũng đã có đề cập đến tính chu kỳ. Và tí nữa thì chúng ta sẽ cùng phân tích VN Index của chúng ta, và chúng ta cũng có thể thấy rằng là ngay trong cái nhịp đầu tiên của tháng 7, của cái tuần đầu tiên của tháng 7 thì VN Index của chúng ta đã có một cái nhịp tăng rất là tốt và rất là ấn tượng, các bạn chờ một tí để Hùng đánh dấu lại cái ngày mùng 5, ngày mùng ngày kết thúc ngày kết thúc của tháng trước, đấy là ngày 28 à. Đây là phiên kết thúc, đánh dấu để chúng ta trong quá trình chúng ta phân tích để cái phiên bản này nó mắc. Ok, cái điểm xanh này chính là cái điểm mà chúng ta kết thúc tuần trước, tức là khi đó Hùng ra bản tin video số 61. Thì trong tuần vừa qua là một tuần không những thành công đối với lại team phái sinh và đối với thị trường chứng khoán cơ sở của chúng ta, thì chúng ta cũng đã có một cái tuần giao dịch hết sức là thành công, khi mà tất cả các mã cổ phiếu của chúng ta đều đã tăng rất là tốt. Ở những cái mã cổ phiếu điển hình, những cái mã cổ phiếu mà liên tục trong những cái thời gian vừa qua Hùng Lê đã có phân tích, thì tí nữa Hùng Lê sẽ điểm lại một tí. Còn về phái sinh thì như nếu như các anh chị đã theo dõi tất cả những cái bản tin của Hùng Lê xuyên suốt trong quãng thời gian vừa qua, thì trong team của Hùng Lê, ngoài việc là chúng ta có một cái zoom về hỗ trợ chuyên sâu cho tất cả các anh chị về chứng khoán cơ sở, thì có một cái zoom về phái sinh. Zoom về phái sinh thì nó cũng rất là đơn giản. Đấy là team Hùng có đội ngũ các anh chị em là những người phân tích và những người đã có kinh nghiệm rất là lâu, và khi mà có những cái tín hiệu của thị trường thì ngay lập tức sẽ được các anh chuyển lệnh lên zoom, và trên cái zoom lệnh này thì chúng ta chỉ theo dõi lệnh và chúng ta đưa những cái lệnh đó vào những quyết định đầu tư của mình. Còn quyết định của mình thì vẫn là quyết định của nhà đầu tư. Đây chỉ là một cái kênh để tham khảo, nhưng mà qua cái quá trình thực tiễn các anh chị cũng có thể thấy rồi. Trong tuần trước thì Hùng đã tổng kết, có những cái hình ảnh tổng kết cho các anh chị đây. Những cái hình ảnh tổng kết là trong tháng 6 thì hợp đồng tương lai của VN 30/06 và VN 30/07 thì tổng cái tháng 6 là cái tỷ lệ thắng là đã đạt 73,1 điểm, trong đó hợp đồng của tháng 6 là thắng 34,4 điểm, và hợp đồng của tháng 7 tức là từ ngày 19 và đến ngày 28 thì là 38,7 điểm đó. Thì đấy là những cái giá trị mà team của Hùng Lê mang lại cho quý anh chị nhà đầu tư khi mà mọi người về đồng hành cùng team của Hùng Lê tại công ty chứng khoán VBS và trong team của Hùng Lê. Còn ở hợp đồng của tháng 7, tức là tuần đầu tiên của tháng 7, thì hiện tại ngày hôm nay thì Hùng chưa thấy tổng kết, nhưng mà đã có một cái bảng tổng kết là chốt đến ngày mùng 4 tháng 7, hôm nay mùng ngày mùng 5. Ngày hôm nay thì Hùng chưa có thấy, tại vì là ngày hôm nay thì Hùng làm cái bản điểm tin nó sớm hơn, bởi vì tối Hùng có một tí việc nên là sẽ không làm bản điểm tin được. Thì từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 của tháng 7 là hợp đồng của tháng 7 là đã đạt được 34, tức là tỷ lệ thắng trên tỷ lệ thua là 34,3 điểm đó. Vậy thì như thế là một trong những cái giá trị mà team Hùng Lê mang lại cho các anh chị nhà đầu tư rất là tuyệt vời. Và sử dụng cái room lệnh này nó rất là đơn giản, khi có những tín hiệu long hoặc short thì các anh chị
chỉ cần vào lệnh và theo những cái tín hiệu mà đã được chat lên ở trên Zoom. Thì đấy là về phái sinh. Còn về cơ sở thì sao? Về cơ sở thì Hùng Lê cũng đã có một nhóm để hỗ trợ tất cả các anh chị về chuyên sâu về tất cả các cái mã cổ phiếu và về phân tích định hướng và nhận định thị trường. Thì sau khi Hùng Lê ra cái bản tin video số 61 về phân tích và nhận định thị trường tuần vừa rồi, thì trong buổi tối ngày 28 thì Hùng cũng đã có lead lại toàn bộ thị trường cho tất cả anh chị em, về cái định hướng của cái tuần giao dịch, tức là đây ngày 30 tháng 6, tức là ngày cuối cùng, tức là ngày tối ngày chủ nhật, thì Hùng cũng đã có một vài cái thông tin, tức là khép lại Hùng có nhấn mạnh đến cái chu kỳ và chu kỳ của quý 3 và thị trường sẽ tốt hơn trong tháng 7. Thì đấy là cái tính chu kỳ mà Hùng đã đề cập đầu tiên. Và cái tính thứ hai đấy là về nội tại thị trường, thì Hùng đánh giá rằng các cái mã cổ phiếu trụ đang có những hỗ trợ rất tốt cho thị trường, như là Vinamilk, như là Vinhome, BVH và VDC. Và dòng dầu khí thì cũng đã có những cái cổ phiếu chỉnh gần như về vùng hỗ trợ, và đặc biệt là một số các cái mã cổ phiếu blue chip như là Hòa Phát, như là MVKG, PNG hoặc là G. Các bạn cũng có thể thấy là đã có sự tăng giá hết sức là tích cực. Và VN Index của chúng ta đã có 4 lần test cái mốc 940 và đã rất là thành công. Đó, thì trong buổi tối ngày hôm đó thì Hùng đã có nhìn lại toàn bộ cái xu thế của thị trường, tức là thị trường của chúng ta đã có 3 lần test về vùng 940. Ở đây Hùng đã vẽ một cái nền hỗ trợ 945 và 955, đây là cái biên. Thì Hùng nhận thấy rằng là nội tại của thị trường rất là tốt, rất là ok, đúng không ạ? Nội tại rất là tốt và rất là ok. Thì Hùng đã có những cái mã khuyến nghị các cái mã cổ phiếu, thì các cái mã cổ phiếu mà chúng ta liên tục theo dõi ở trên Zoom, đúng không ạ? TV2, Vinamilk, MVKG, cổ phiếu ba con A, PVS, VGC, TDM, STK, PTB, BVH, Vinhome, thì hiện tại thì đang tăng khá là tốt, và trong tuần vừa và trong tuần trước thì cũng có đề cập thêm các cái mã cổ phiếu, ví dụ HDG, đó, ANV, đúng không ạ? Ngành dệt may có cổ phiếu TNG, HNG. Đó, và liên tục những cái mã cổ phiếu mà có những cái tín hiệu dòng tiền thì Hùng đều cập nhật theo dòng thời gian. Các anh chị sử dụng trên Zoom thì nhớ chú ý lại giúp Hùng là ví dụ cập nhật theo dòng thời gian có nghĩa là khi mà có thêm một mã cổ phiếu như thế này thì các anh chị bấm vào đây, tức là các anh chị ở đây thì các anh chị có nhìn thấy cái chuột của Hùng đây là đang biểu tượng con trỏ, nhưng các anh chị bấm lên đây là biểu tượng bàn tay, thì chúng ta nhấp vào cái bàn tay này thì chúng ta lại mở lại những cái tab ở đằng trước đó. Thì cái cách mà Hùng làm là Hùng liên tục là theo những đó. Xong đó khi đến đây, đúng không ạ, thì chúng ta lại di con chuột đến đây thì chúng ta lại đọc được những đó, di con chuột đến đây thì chúng ta lại đọc được những cái dòng tin nhắn ở trước đây, và Hùng thường là đó, ví dụ như thế chúng ta đọc tiếp đó. Vậy thì trên Zoom thì tất cả những cái khuyến nghị của Hùng Lê đều được phân tích, và khi thị trường có những cái tín hiệu tốt hoặc là có những cái tín hiệu mà ok thì Hùng sẽ up lên đây để cho tất cả nhà chúng ta tham gia đầu tư. Và các anh chị lưu ý ở trên Zoom là một số các anh chị mới được add vào Zoom, chúng ta không chat ở trên Zoom. Hiện tại Hùng đang thấy một số các anh chị là đang chat ở trên Zoom thì chúng ta không chat ở trên Zoom để tránh làm loãng cái thông tin ở trên Zoom. Thì đấy là về Zoom hỗ trợ chuyên sâu ở mảng chứng khoán cơ sở. Thì như vậy là song hành vừa phái sinh vừa cơ sở thì team của Hùng Lê đều có những cái hỗ trợ giúp cho cộng đồng nhà đầu tư trong cái quá trình giao dịch. Và song song với việc đó thì hàng tuần chúng ta có những cái bản tin phân tích về thị trường, bản tin phân tích về cổ phiếu ở trên kênh YouTube, thì các anh chị có thể search từ khóa chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng để chúng ta cập nhật những cái bản tin mới nhất của Hùng Lê, cũng như các anh chị đăng ký kênh để chúng ta khi mà Hùng up video lên thì các anh chị có thể cập nhật được. Và cùng với đó thì ở trên kênh Facebook thì hiện tại kênh Facebook thì các anh chị cứ đăng ký tham gia, và sau đó khi mà cái lượng th-
thành viên nó đạt đủ lớn thì khi đó Hùng sẽ có những cái phương án để hỗ trợ các anh chị trong cái việc mà chúng ta sẽ phân tích những cái mã cổ phiếu mạnh lên trên tường của nhóm. Và hiện tại nhóm này Hùng đang để nhóm mở, và sau đó thì chúng ta sẽ chuyển thành nhóm kín để chúng ta hoạt động, để chúng ta hoạt động nó có hiệu quả hơn. Thì đấy là về kênh Facebook đó. Thì đấy là một số các cái kênh để giúp cho các anh chị chúng ta để có thể tham gia và chúng ta có thể hỗ trợ trong cái quá trình chúng ta đầu tư. Còn Facebook của Hùng Lê, các anh chị cũng có thể search từ khóa Hùng Lê ở trên kênh Facebook để có thể kết bạn Hùng Lê. Ok. Đấy là một vài cái ý mà Hùng trao đổi với cả nhà trước khi mà Hùng sẽ đi vào phân tích chi tiết về thị trường trong tuần vừa qua. Thì rõ ràng một điều Hùng đã nhấn mạnh cái tính chu kỳ của thị trường. Tính chu kỳ của thị trường là Hùng đã kỳ vọng rằng thị trường của chúng ta tháng 7 sẽ là tháng tốt hơn. Kỳ vọng sẽ có những cái khoảnh khắc, sẽ có những cái mà trên cái mảng chứng khoán cơ sở nó sẽ ok hơn so với việc là trong một cái 6 tháng đầu năm thì thị trường của chúng ta cũng không thực sự là rất là khó khăn trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư. Ok. Đầu tiên thì Hùng sẽ đi mã VHM. Đối với Vinhome, các anh chị có thể xem lại những bản tin trước đây của Hùng Lê. Khi đó Vinhome đang nằm ở những cái vùng giá 76.5 đến vùng giá 76.5 đến vùng giá 77, thì Hùng đã có những cái khuyến nghị. Và tất cả những cái khuyến nghị đó thì đây Hùng sẽ chứng minh cho các anh chị thấy là nó vẫn nằm ở trên room thôi. VHM đó, thì đây là những cái mà liên quan đến VHM. Thì đâu đó ở đây là ngày các anh chị cũng có thể nhìn thấy ở đây là lúc đấy là 11:34 ngày bao nhiêu ạ? Ngày hôm nay, ngày này là ngày, tại vì là ngày hôm nay thì nó có khá là nhiều cái tin nhắn nên là ngày 21 tháng 6, các anh chị lưu ý, ngày 21 tháng 6 thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị chúng ta Vinhome thì có thể bắt mở mua ở vùng 78.5 đến vùng 79 để bắt những cái lực cầu. Và ở trước đó thì Hùng cũng đã đánh giá rằng Vinhome đã có những cái nhịp mà test đáy thành công ở đây. Đó. Và sau đó thì Hùng có đề cập đến việc là Vinhome có một cái ngưỡng cản ở đây tại vùng 82.82, khoảng vùng 82 đến vùng 83. Và trong tuần thì Vinhome đã có những phiên đánh tạo lập, và đánh vượt thoát cái vùng kháng cự nhẹ ở đây. Và như thế là Vinhome lại đang hướng về cái mốc ở target gần từ vùng 76.5, và có thể là sẽ đánh với những cái lực đánh hiện tại như thế này thì chắc chắn là khả năng là sẽ đánh vượt vùng 87 và sẽ tiệm cận đến về vùng 90. Như thế là sang tuần tới thì Vinhome cũng sẽ là một trong những cái mã cổ phiếu mà sẽ hỗ trợ cho thị trường rất là nhiều. Các cái điểm mua hiện tại thì Hùng không khuyến nghị nữa, bởi vì nó đã qua đi những cái điểm mua khuyến nghị của Hùng Lê. Đối với cổ phiếu VIX thì đối với VIX là VIX vẫn là một trong những mã cổ phiếu mà không tăng không giảm, tức là giữ nhịp cho thị trường. Hiện tại thì sau khi VIX chạm kênh xu thế, tức là VIX chạm kênh xu thế khoảng vùng giá ở đây, VIX chạm kênh trong tuần thì VIX chạm về kênh xu thế là 115, và sau đó thì VIX đã có những tín hiệu hồi lên, thì cái tín hiệu hồi lên của VIX thì khả năng lại chạm về vùng 120. Thì đối với VIX là một cái mã cổ phiếu mà Hùng đánh giá rằng là sẽ giữ nhịp cho thị trường và không tham gia để đầu tư. VRE thì hiện tại thì VRE trong tuần vừa qua, VRE đã có một tuần giao dịch rất là tốt và rất là tích cực. Và với việc dòng tiền đang được đánh lại như hiện tại đây thì Hùng đang nhìn thấy là những cái tín hiệu kỹ thuật của VRE đang khá là ok, khá là tốt khi mà VRE không bị thủng, tức là khi mà VRE không bị thủng cái vùng hỗ trợ ngắn ở đây, đấy là vùng 34. Vùng hỗ trợ ngắn ở đây của VRE không thủng và đã có một phiên ở đây là phiên ngày mùng 2 tháng 7 là phiên tạo lập để đánh cổ phiếu VRE vượt thoát lên. Và sau đó thì sau khi mà hàng về, tức là hàng hôm nay về thì tiếp tục có những phiên đánh tạo lập đi lên. Thì trước hết là chúng ta sẽ chờ VRE phản ứng ở cái vùng kháng cự đầu tiên. Vùng này là khoảng vùng 36.5. Khoảng vùng 36.5 đấy là một vùng kháng cự dày của cổ phiếu này. Và nếu như xét ở trong một cái xu thế sóng dài của VRE thì đây cũng có thể sẽ là nhịp tạo lập. Các anh chị lưu ý, đây cũng có thể là nhịp tạo lập sẽ đánh vượt đỉnh vùng 36.5 đối với cổ phiếu VRE.
Và khi mà cổ phiếu mà đánh vượt được đỉnh vùng 36.5 của VRE thì cái đích đến của VRE khả năng sẽ về về đến trước hết là sẽ về ở khoảng vùng giá 40. Sẽ về vùng giá 40 ở đây, target cần chúng ta sẽ theo dõi, và Hùng đang nhìn thấy là khả năng cao thì những yếu tố tạo lập của VRE đang khá là tốt. Trong team Hùng Lê thì các anh chị cũng đã có nắm giữ cổ phiếu VRE, chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ và chúng ta sẽ chờ. Nhưng mà trong cái nhịp này thì Hùng đánh giá rằng cái điểm cản ở đây là 36.5 khả năng sẽ đánh vượt qua, bởi vì xu thế thị trường chung và của chúng ta đang rất ok. Chúng ta cùng đi mã cổ phiếu Vinamilk. Vinamilk. Đối với Vinamilk, Vinamilk thì Hùng có đánh giá, các anh chị nếu như xem các bản tin của Hùng thì Hùng có đánh giá rằng cái nền 123 đã khuyến nghị các anh chị chúng ta mở mua ở nền 123 để chúng ta lấy vị thế và chúng ta chờ những cái nhịp đánh của Vinamilk. Thì hiện tại Vinamilk, sau khi Vinamilk chạm về vùng 126, đây là cái vùng kháng cự ngắn hạn, thì có thể là sẽ có một hai phiên lình xình, và cùng kỳ vọng là Vinamilk sẽ tiếp tục đánh vượt thoát cái vùng 126 này ở trong tuần tới, để Vinamilk có thể đi về cái target gần nhất của Vinamilk ở đây. Hùng đang để ở 130, đang để 130, khả năng sẽ chạm về vùng 130 trong cái nhịp ngắn hạn của Vinamilk. Chúng ta vẫn tiếp tục nắm giữ. Điểm mua thì Hùng không khuyến nghị chúng ta mở mua mới, bởi vì những cái vị thế mua mới nó sẽ bị chậm tê và bất lợi về giá. Còn những anh chị mà Hùng có khuyến nghị mua mới, mua thêm, gia tăng tỷ trọng thôi. SAB. SAB thì trong những nhịp tạo lập gần đây thì đang khá là tốt, khá là ok, và cổ phiếu này thì vẫn đang được hỗ trợ ở cái vùng giá trên, vẫn vẫn không bị thủng, và đang có những cái phiên khả năng là sẽ đánh vượt thoát vùng 280 và đích đến của SAB ở trong nhịp này. Hiện tại đối với tín hiệu kỹ thuật của tuần này thì Hùng vẫn đánh giá rằng SAB sẽ về ở vùng 300. Các anh chị lưu ý nhé, tức là phân tích kỹ thuật là chúng ta sẽ phải căn cứ vào cái tình hình về 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 hàng ngày, ở những cái chỉ báo kỹ thuật hàng ngày để chúng ta có thể phân tích. Còn ví dụ như là ngày hôm nay Hùng Lê phân tích, nhưng mà ngày mai phiên thứ hai tuần tới nó có một cái tín hiệu kỹ thuật nó bị gãy nền, tức là ví dụ nó bị gãy cái nền ở đây, tức là cái nền ở đây là nền bao nhiêu, nó bị gãy cái nền 270 này rất là mạnh, ví dụ như vậy, nó bị gãy cái nền 270 rất là mạnh, thì lúc đó thì chúng ta lại phải thay đổi kịch bản đó, lúc đó chúng ta lại phải thay đổi kịch bản về cổ phiếu này. VDC cũng là một cái mã cổ phiếu mà rõ ràng là trong cái quá trình mà Hùng phân tích đúng không ạ? Các anh chị có thể xem lại tất cả những cái bản tin của Hùng phân tích ở đây. Khi mà Hùng phân tích VDC có một cái nền tạo nền ở 115 đến 117 ở đây. Ở nền 115 đến nền 117 ở đây, và khi đó thì Hùng có đánh giá rằng ở trong cái nhịp này thì VDC có thể đánh về vùng giá 135. Bởi vì tại thời điểm đó Hùng đang đánh giá rằng là VDC đã có những cái yếu tố tạo lập, đã có những cái yếu tố về nội lực của dòng tiền để giúp cho cổ phiếu này có thể có một nhịp đánh đi xa hơn so với những nhịp đánh bình thường. Thì sau đó thì VDC đã có một nhịp rũ ở đây, và sau đó dòng tiền đã tiếp tục được kích hoạt quay trở lại, và VDC đang có những bước tiến đi lên rất là đẹp. Và đến thời điểm hiện tại thì target về vùng giá 135 của mã cổ phiếu VDC thì Hùng vẫn giữ nguyên kịch bản. Các cái xu thế hiện tại của tăng giá của VDC đang khá là rõ, khá là ok. Khuyến nghị mở mua mới thì hiện tại Hùng không khuyến nghị mở mua mới đối với những mã này. Khi Hùng đã khuyến nghị những cái điểm mua, Hùng đã khuyến nghị các anh chị từ rất sớm rồi. Bảo Việt cũng là một cái mã cổ phiếu được Hùng khuyến nghị và Hùng phân tích. Khi ở cái nền giá ở dưới này, khi đó Hùng có đánh giá rằng Bảo Việt đang có những cái phiên test ở vùng giá 71.5 đến vùng giá 75, và bản thân ở trên Zoom thì cũng là Hùng bản thân ở trên trên Zoom thì chúng ta cũng có thể thấy là tất cả những cái khuyến nghị của Hùng đều nằm ở đây, và những cái khuyến nghị mà liên quan đến BVH đó, 2 3 4 5, những cái khuyến nghị của BVH. BVH đây, những cái phiên mà chắc chắn là nó nằm hết ở trên Zoom này thôi. Những cái khuyến nghị của BVH rồi Vinamilk. Đó, ngay từ đây cái mục ở 12 này vẫn đang đi đúng kịch bản và dự là cổ phiếu này có thể hồi được về vùng giá 85, tức là ngày ngày này là ngày bao nhiêu?
ngày 18 tháng 6, ngày 18 tháng 6 đấy, ngay từ những cái ngày rất là sớm, ngay từ những ngày rất là sớm ngày 18 tháng 6. Đây 13, 14, 15 đâu đó nó nằm ở khoảng vùng này. Đây. Đó, ngày 18 tháng 6 thì cũng đã có những cái phân tích và dự báo những cái kịch bản mà cổ phiếu này đi lên. Và các anh chị có thể nhớ là trong cái nhịp test ở đây này, trong cái nhịp test ở đây thì Hùng có đề cập đến việc là cổ phiếu này có thể chỉnh về đâu đó Hùng không nhớ lắm những 76.75.75.5, 75.6 gì đó đúng không ạ? Đó, Hùng đã khuyến nghị các anh chị là có thể cổ phiếu này sẽ test chỉnh về đây và sau đó thì sẽ hình thành một cái nhịp tăng lên. Và đích đến của BVH ở trong nhịp này vùng 85, hiện tại Hùng vẫn không thay đổi target, còn khuyến nghị mở mua mới hiện tại Hùng không khuyến nghị bởi vì là những cái điểm mua nó đã qua đi rất là nhiều rồi. Chúng ta cùng phân tích một số cái mã cổ phiếu của ngành chúng ta phân tích mã cổ phiếu Mansan trước, MSN. Mansan ở trong giai đoạn hiện tại thì đang khá là lình xình, thì Hùng vẫn đánh giá rằng Mansan có một vùng hỗ trợ ngắn ở vùng 80. Những cái tín hiệu hiện tại thì khả năng Mansan cũng sẽ đang đi ngang ở quanh vùng hỗ trợ 84 này thôi, còn chưa có những cái dấu hiệu chưa có những cái dấu hiệu có những cái lực hồi, khả năng đi ngang, còn nếu mà hồi mạnh thì chưa có, hồi mạnh thì sẽ có thể là sẽ chạm về cái vùng giá đâu đó gần gần ở đây khoảng vùng giá 88. Còn hiện tại thì cái vùng giá hỗ trợ của Mansan ở đây là vùng giá 84, nếu mà vùng 84 mà nó không bị gãy thì khả năng cao thì cổ phiếu này vẫn tích lũy đi ngang thôi, không có vấn đề gì. Chúng ta cùng đi mã cổ phiếu tiếp theo, đấy là mã cổ phiếu về gas. Thì đối với gas thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là đối với gas ở trong một cái xu thế hiện tại, trong một cái xu thế tổng thể, thì gas đang đi theo những cái sóng rất là rõ, rất là đẹp. Và trong những cái phân tích gần đây của Hùng Lê thì Hùng Lê đánh giá rằng gas có thể hồi về được đến vùng 107 và sau đó thì sẽ đánh đánh chạm kênh hoặc là đánh thủng kênh một tí, tức là nó sẽ rơi vào đâu đó khoảng vùng giá ở đây thủng kênh thì có thể là nó sẽ đi thủng kênh và thậm chí nó có thể chạm về cái đáy cũ của trước này, có thể chạm về đáy cũ của trước này, nhưng trước hết là về thủng kênh thì khả năng là sẽ đánh khoảng đâu đó về vùng 90, thì về vùng 90 cũng là một cái vùng khá là hợp lý của gas, để sau đó thì gas sẽ có những cái tín hiệu tạo nền tại đây và tiếp tục hình thành một cái xu thế tăng giá mới. Đối với gas hiện tại thì Hùng đang thấy cái xu thế chủ đạo của gas vẫn đang là một cái xu thế giảm giá, tức là nó chưa có những cái xu thế tăng giá rõ rệt. Xu thế tăng giá rõ rệt thì trong cái vùng ngắn hạn ở đây thì gas đã có một cái vùng hỗ trợ 97 đến vùng 100. Và khi về đến đây thì thường là về đến vùng hỗ trợ cổ phiếu lại bật lên và chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu tiếp theo của gas. Đối với gas thì Hùng không có khuyến nghị các anh chị mở mua mới. PVD, đối với PVD thì sau khi tạo vùng nền ở đây là vùng nền 18 đến 18.5 và sau đó thì ông đánh giá rằng khả năng cổ phiếu này hồi được tối đa lên đến vùng 19.5, nhưng mà cổ phiếu này chỉ hồi được về đến trên vùng 19 một tí. Và hiện tại thì đang có những cái tín hiệu giảm lại về vùng nền, thì đối với cổ phiếu này thì chúng ta tiếp tục quan sát. Những anh chị nào đang cầm nắm PVD thì chúng ta cũng có thể canh các cái nhịp hồi để chúng ta ra hàng, để chúng ta có thể bảo toàn cái lợi nhuận của chúng ta. Đối với cổ phiếu PVS thì cũng có đánh giá rằng nhịp hồi của PVS sẽ từ vùng này và sẽ đi về vùng 23.5. Các anh chị có thể xem lại những cái bản tin trước đây của Hùng Lê, đến vùng 23.5 thì cổ phiếu này có khả năng sẽ bị dội lại. Tuy nhiên hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy rằng có khả năng cái kịch bản mà dội lại hiện tại của PVS nó đang chưa 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 xảy ra, và sẽ sang tuần thì bây giờ Hùng sẽ thay đổi lại với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của PVS, thì khả năng là PVS sẽ từ cái vùng này và PVS sẽ đánh 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 dẫn lên một nhịp nữa, sẽ có 1 đến 2 phiên hút dòng tiền, và như vậy là khả năng là PVS lại kịch bản cũ là PVS lại đánh lại về vùng đỉnh cũ 25 đến vùng 26 ở đây. PVS sẽ đánh lại vùng đỉnh cũ 25 đến 26 ở đây. Đối với PVS tín hiệu hiện tại, kỹ thuật hiện tại, tức là sau khi mùng phân tích đến về vùng 23.5 thì khả năng là sẽ có những cái phiên để đánh lên tiếp theo đối với PVS. Tiếp theo Hùng sẽ phân tích mã cổ phiếu PLX. Thì đối với PLX là một mã cổ phiếu mà Hùng đã đánh giá rằng ở trong cái nhóm ngành dầu khí thì Hùng đánh giá rằng PLX là một trong những cái mã cổ phiếu tốt trong cái giai đoạn hiện tại và đáng để đầu tư ở thời điểm hiện tại lúc này. Thì đối với những cái tín hiệu kỹ thuật của PLX thì PLX đã có một cái phiên nhiễu ở đây là phiên kết tuần trước, tức là khi quỹ cơ cấu và sau đó phiên ngày hôm sau thì PLX đã lấp lại hết toàn bộ.
Thì trong các cái bản tin trước đây thì có đề cập đến Pelic ở vùng giá 61.5. Nếu như các anh chị có tham gia thì chúng ta có thể mua Pelic ở vùng 61.5, bởi vì ở vùng 61.5 này Pelic hội tụ khá nhiều các cái yếu tố, khá nhiều các cái yếu tố về kỹ thuật. Và trong 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 ngày hôm qua thì Hùng tiếp tục khuyến nghị các anh chị chúng ta, nếu những anh chị nào mà đang nắm giữ PLX thì chúng ta tiếp tục mua gia tăng tỷ trọng. Còn nếu mà những anh chị nào mà chưa có cổ phiếu PLX thì chúng ta tiếp tục mua chúng ta tiếp tục mua cổ phiếu PLX. Đây, Hùng có tiếp tục đánh giá trong trong ngày hôm qua thì Hùng có đánh giá tiếp tục PLX ở một có 1 2 3 4 5 50 gạch đầu dòng, và khuyến nghị là chúng ta tiếp tục mở mua 1/3 số định mua của PLX ở vùng 63 đến vùng 63.5. Chúng ta sẽ canh những nhịp chỉnh, khả năng là PLX sẽ có những nhịp chỉnh test lại ở vùng 63 đến vùng 63.5, thậm chí là test lại kênh thì có thể là vùng cũng nằm ở trong vùng đâu đây thôi, thì chúng ta sẽ mở mua PLX. Và Hùng vẫn đánh giá rằng trong nhịp này PLX có thể đánh về vùng 70. PLX sẽ đánh về vùng 70, và khi đánh về vùng 70 xong thì chúng ta sẽ xem những cái sóng dài của PLX, và Hùng sẽ kỳ vọng ở trong nhịp này PLX sẽ đánh về vùng 70 và những cái vùng cao hơn, ở những cái target cao hơn của PLX ở vùng 80 đến vùng 85. Tất nhiên là chúng ta cần phải chờ những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo của PLX thì chúng ta mới có thể phân tích được. Nhưng với một cái lực đánh của dòng tiền hiện tại ở một xuất phát từ một cái chân sóng thì Hùng đánh giá rằng cổ phiếu này sẽ có thêm những cái nội lực mới để có thể đi được và hoàn thành được những bước sóng lớn. Pelix là một mã cổ phiếu đáng để đầu tư, và Hùng Lê khuyến nghị các anh chị chúng ta canh ở vùng 63, vùng 63 đến vùng 63.5 để chúng ta có thể mở mua ở trong nhịp này. Vietcombank trong thời gian vừa qua thì Vietcombank là một trong những cái mã cổ phiếu mà đã giúp cho thị trường của chúng ta tăng điểm rất là mạnh và giữ vững trong những lúc mà tâm lý của thị trường bị rung lắc, thì cổ phiếu này lại có những phiên tăng rất là mạnh mẽ. Thì hiện tại là Vietcombank đã tiệm cận về vùng đỉnh cũ của Vietcombank, đấy là vùng 73 đến vùng 75. Đây là đến vùng 75, đây là những cái vùng kháng cự rất là dài, rất là mạnh của cổ phiếu Vietcombank, thì chúng ta cùng chờ những cái phản ứng của cổ phiếu tại đây. Quan điểm của Hùng Lê hiện tại, Hùng không có khuyến nghị các anh chị chúng ta mở mua ở trong giai đoạn này. Vietcombank ở trong giai đoạn này cũng đang là một cái mã cổ phiếu để giữ nhịp cho thị trường rất là tốt. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu BID, BID. Đối với BID thì trong giai đoạn hiện tại khi mà BID chạm về ở đây, BID có một cái vùng hỗ trợ ở vùng 32 đây. Khi BID chạm về vùng hỗ trợ vùng 32 thì đang có những phiên mà dòng tiền đang khá là tốt để quay lại đánh cổ phiếu BID này. Đối với BID thì có một cái vùng kháng cự ngắn ở vùng 33.5, hiện tại là 32.8, thì thực ra nó cũng không còn là được bao nhiêu. Không còn là được bao nhiêu thì đầu tư ở trong giai đoạn hiện tại thì đối với mã cổ phiếu BID này thì chúng ta cũng tùy khẩu vị các anh chị. Còn quan điểm Hùng là với một cái target ngắn như thế này thì Hùng không có tham gia. Còn xu thế hiện tại thì Hùng đang thấy rằng BID đang có một nhịp hồi, và cái lực hồi này thì có thể chạm về vùng chạm chạm lại về vùng đây ở vùng 33.5 đến vùng 34. Đến vùng 33.5 đến vùng 34 ở trong cái nhịp hồi này. Đó, ok, đối với mã cổ phiếu BID thì như vậy. Chúng ta cùng xem mã cổ phiếu công thương và ACB, CTG. CTG thì cũng đã có một phiên phiên đánh nhiễu, sau đó CTG lại quay lại ở vùng giá 20, 21. Tuy nhiên là công thương ở trong giai đoạn hiện tại các anh chị cũng thể thấy rằng một cái đường đi ngang và cái đường cản gần gần đây là 21.5, chạm về 21.5 thì cổ phiếu này lại bị tụt. Trong phiên ngày hôm nay là chạm về vùng 21.5 và sau đó lại bị tụt đi, thì đối với công thương hiện tại Hùng đang đánh giá cũng chưa có những cái nét thực sự là xuất sắc. ACB thì vẫn đang một cái nền tích lũy đi ngang của ACB đang khá là dài, và cũng chưa có những cái yếu tố tạo lập để giúp cho cổ phiếu này đánh lên. Và vùng tích lũy của ACB ở đây là vùng 28.5 đến vùng 29. Ông sẽ vẽ một cái nền nó khá là dài, đi dài dằng dặc, và sau một cái nền tích lũy dài 28.5 đến vùng 29.3, và sau một cái nền tích lũy dài thì chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu của cổ phiếu để phát đi những cái tín hiệu kỹ thuật, thì chúng ta sẽ cùng chờ. Chứ còn hiện tại thì ACB cũng chưa có những cái gì mà đột biến.
MBB Hùng sẽ nói đến MBB, bởi vì MBB cũng là một cái mã cổ phiếu mà trong team của Hùng Lê thì không phải là nắm giữ, nhưng mà vì các anh chị là đang ở những cái tài khoản của những công ty khác và hiện tại thì đang chuyển về team của Hùng Lê. Thì MBB hiện tại thì MBB đang có một cái vùng nền đi ngang ở đây, đấy là khoảng quanh vùng nền 21 đến vùng nền 21.5. Thì xu thế hiện tại thì Hùng chưa nhìn thấy có những cái động lực nào cả. MBB vẫn đang một cái xu thế đi ngang. Và quan trọng nhất là MBB không bị gãy nền, thì như thế là khá là tốt. Chúng ta nắm giữ để chúng ta có thể canh để chúng ta chốt, còn mở mua mới đối với MBB thì Hùng không có khuyến nghị. STB, ok, STB. STB thì hiện tại là cái nền hỗ trợ, thì đấy Hùng đã vẽ một cái nền hỗ trợ đây, khả năng nền 11 đến nền 11.2 khả năng cổ phiếu chạm vào cái nền hỗ trợ này. Và sau đó thì sẽ có những cái phiên tạo lập để chúng ta giúp cho chúng ta xác định được xu thế tiếp theo của cổ phiếu. HCM và SSI thì hai cái mã cổ phiếu này đã chạm về đến những cái vùng nền hỗ trợ. HCM có cái vùng nền hỗ trợ đây là vùng 22.5, khi các anh chị có thể nhìn thấy khi chạm về vùng hỗ trợ này cổ phiếu lại bật lên. Tuy nhiên là đối với HCM thì sau một phiên đánh mạnh lên thì phiên ngày hôm nay cũng khá là tốt, tức là đã test lại ở đầu cái đỉnh cũ này. Và cái vùng kháng cự ngắn ở đây lại lại chuyển về vùng 26, 24.5 đến vùng 26, khả năng thì nhịp đánh này có khi là sẽ xu thế thị trường chung đang tốt thì có thể đánh đánh về vùng 26, tạm chạm vùng 26. Những anh chị nào mà yêu thích cổ phiếu HCM thì cũng có thể tham gia. SSI thì hoàn toàn tương tự, SSI đã chạm về vùng hỗ trợ 24.5 và sau đó thì có những phiên đánh lên. Tuy nhiên là cái nhịp đánh lên này thường đánh giá rằng nếu bạn đánh lên mạnh thì cũng sẽ chạm về vùng 26 và sau đó thì sẽ có những cái nhịp giảm ở đây, thì đối với mã cổ phiếu này cũng không thực sự là mạnh, không thực sự là mạnh. Hai mã cổ phiếu chứng khoán thì cũng không đánh giá mạnh lắm. HPG, chúng ta xem HPG. HPG thì sau một nhịp đánh ở lên đây rất là mạnh mẽ và chạm kênh thì HPG lại có những nhịp đánh xuống, và như vậy thì xu thế hiện tại của HPG đang khá là xấu rồi. Khi mà những cái vùng cản ở đây, vùng 24 của HPG không vượt qua được thì khả năng lại chạm kênh. Chạm kênh thì kênh dài của Hạ Hòa Phát đấy là cái kênh dài của Hòa Phát đấy là vùng 20 đến vùng 21, 20 đến 21, thì xu thế hiện tại của Hòa Phát đang khá là xấu. Khi mà một số tín hiệu kỹ thuật khác thì đang cho thấy xu hướng giảm giá của Hòa Phát vẫn là xu hướng chủ đạo, anh chị lưu ý. Chúng ta cùng xem mã cổ phiếu FPT. FPT thì bây giờ đã là lên đến đỉnh cao của mọi thời đại rồi. Vùng đỉnh cũ của FPT ở đây là vùng 48 và hiện tại thì cũng đang có những cái phiên phân phối hàng ra, mình thấy cũng khá là tương đối. Thì kịch bản cho FPT hiện tại thì quan điểm Hùng là chúng ta sẽ bán, còn không khuyến nghị mua ở trong cái thời điểm mà cổ phiếu đã chạm đỉnh. Đối với Z thì Z đang có những cái sự hồi sinh, Z đang có những cái sự hồi sinh sau một cái phiên đánh lên rất là mạnh ở đây là phiên ngày mùng 3 tháng 7, thì Z đang có những phiên test lại vùng đỉnh cũ và những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì đang cho thấy là khả năng là Z sẽ tăng giá, và cái nhịp hồi này thì chúng ta cùng kỳ vọng là Z sẽ hồi lại về đến đỉnh cũ thôi. Đấy là khoảng vùng 34.5. Vùng 34.5 đến khoảng vùng 34.7. Ok, sẽ kỳ vọng sẽ hồi lại về đến vùng 34.7 thôi, khả năng ở trong nhịp này. Bởi vì Z đã có những cái tín hiệu test lại cái vùng kênh ở đây rất là đẹp và sau đó thì có một phiên đánh lên. Thì đối với những anh chị nào mà chúng ta đang cầm nắm mã cổ phiếu Z thì chúng ta sẽ canh ở những vùng đó để chúng ta chốt. Điểm mua của Z bây giờ không còn. Novaland, NVL. Novaland thì cái cổ phiếu này nó đánh hơi dị, nói chung là nó cũng không có gì xuất sắc đột biến, đấy là Hùng đã nói rồi. Chúng ta có một cái nền 56 đến 57 cái chạm về đây thì các anh chị mua ít, mua chơi và sau đó thì chờ đến khoảng cái nền ở đâu đó ở trên này này, ở trên đâu đó ở đây khoảng Hùng đánh giá khoảng tầm vùng 61.2. Đó, vùng 61.2 thì chúng ta lại đem hàng ra chúng ta bán, đơn giản có như vậy thôi. Trong cái giai đoạn hiện tại thì cứ đánh lên đánh xuống như vậy, không có gì đột biến đối với mã cổ phiếu Novaland. VCG, Hùng sẽ nói đến cái mã cổ phiếu VCG là một cái mã cổ phiếu mà đang ở trong những cái tầm
quan sát của Hùng. Sau khi có một nhịp đánh dẫn lên ở đây, có một nhịp đánh dẫn lên ở đây và tiệm cận về đến vùng 29, và sau đó VCG lại có những phiên lình trình tích lũy đi ngang ở quanh vùng 26, lại có những phiên lình trình tích lũy đi ngang ở quanh vùng 26. Dòng tiền bị cạn thì ở đây chúng ta sẽ chờ những yếu tố tạo lực của VCG. VCG ở vùng giá 26, nhưng Hùng đánh giá rằng ở trên cái xu thế hiện tại của biểu đồ đến tuần thì cơ bản vẫn chưa bẻ gãy được cái lực hồi, ở đây. Nên khả năng cao thì cổ phiếu này vẫn lì xì đi ngang, và cái nền 26 chính là cái nền mà sẽ cho chúng ta thấy được cái xu thế, của cổ phiếu. Và khi cái nền này tích lũy thành công thì khi đó Hùng đánh giá rằng VCG sẽ có những nhịp sóng đi những cái sóng dài của VCG. Hùng đánh giá rằng ở trong giai đoạn hiện tại sẽ chưa hết, chắc chắn là chưa hết, vẫn đang còn ở đây và cần thời gian để dòng tiền hấp thụ hết tất cả những cái lượng hàng của nhà đầu tư. Bởi vì trong cái quá trình đánh thì các cái nhà tạo lập rất ghét những nhà đầu tư nhỏ lẻ cá nhân như chúng ta, bởi vì khi mà chúng ta leo lên ở trên đó thì các nhà tạo lập rất khó để tạo lập giá của cổ phiếu, bởi vì các ông nhà đầu tư nhỏ lẻ là các ông rất là manh động. Bình Minh thì trong giai đoạn hiện tại đang có, các anh chị lưu ý, Bình Minh đang có những cái tín hiệu kỹ thuật khá là tốt, trong khi phiên ngày hôm nay đã đánh vượt thoát vùng 45. Khá là tốt. Tuy nhiên là Bình Minh thì trong giai đoạn hiện tại thì Bình Minh lại có một cái vùng cản khá là dài đây ở vùng giá 50. Với tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì Hùng đánh giá rằng Bình Minh đã gần như hoàn thành cái vùng nền ở đây. Và khả năng là trong nhịp này thì Bình Minh sẽ tiếp tục đánh lên và cái đích đến đầu tiên sẽ là vùng 50. Đối với Bình Minh thì những anh chị nào mà chúng ta muốn tham gia mã cổ phiếu này thì cũng khá là được. Hiện tại thì Hùng đang thấy tín hiệu kỹ thuật khá là ok rồi. Bình Minh. MWG. Ok, MWG. Đối với mã cổ phiếu MWG, nếu những anh chị nào mà theo dõi những bản tin của Hùng Lê xuyên suốt từ rất là sớm, khi đó thì Hùng có phân tích MWG ở vùng giá 82.5. Tất cả những bản tin của Hùng thì vẫn đang còn ở trên kênh YouTube, các anh chị có thể xem lại. Vùng 82.5 thì ở vùng 82.5 này thì khi đó thì có một bạn có hỏi Hùng, thì Hùng có khuyến nghị các anh chị là chúng ta có thể tham gia MWG ở vùng 82.5. Và sau đó thì Hùng có đánh giá đến việc là MWG sẽ chạm đến vùng bao nhiêu. Target tiếp theo mà Hùng phân tích của MWG đấy là chạm vào đây là vùng 90. Sau khi chạm vùng 90 xong, có những nhịp test chỉnh, Hùng lại tiếp tục có ở cái vùng 87.5 là một cái nền hỗ trợ tốt của MWG. Đấy, tại nền 87.5 Hùng Lê tiếp tục khuyến nghị các anh chị chúng ta có thể mở mua. Chúng ta sẽ tiếp tục là mua ở trong cái nhịp này, và trong cái nhịp mà 87.5 này thì Hùng có đánh giá rằng MWG của chúng ta có thể có được đánh về đến vùng giá 100. Target ở từ nhịp này sẽ đánh 100, nhưng mà khi mà chạm kênh ở đây này, các anh chị có thể nhìn thấy đây, ở vùng 91.5 Hùng đã có phân tích ở đây. Tức là khi chạm về vùng 91.5 thì sẽ có những cái phiên lình trình ở đây, bởi vì khi đó là nó có những yếu tố để hút lại dòng tiền ở bên này. Có những phiên lình trình ở đây và chúng ta phải quan sát rất là kỹ vùng 91.5. Đó, thì cái cách phân tích của ông Lê xuyên suốt tất cả những cái bản tin, thì các anh chị cũng có thể thấy được rằng là những cái đường vẽ ngang gồm đây nó vẫn còn. Và bây giờ khi cổ phiếu về đến vùng này, tức là vùng 95, cũng là một cái vùng kháng cự khá là mạnh của cổ phiếu. Vậy thì cổ phiếu lại cần thêm thời gian lình trình ở đây. Hiện tại đã lình trình 4 phiên rồi, và từ 4 phiên này thì chúng ta sẽ quan sát những yếu tố tạo lập ở đây để xem là cổ phiếu có về được đến 100, nền 100 hay không. Các anh chị lưu ý, phân tích kỹ thuật là chúng ta phải quan sát được hết tất cả những yếu tố nội lực của cổ phiếu. Từ cái nội lực đó thì chúng ta sẽ đánh giá được cái dòng tiền, đánh giá được cái cách mà cổ phiếu đi và cái cách tạo lập của cổ phiếu để chúng ta đưa ra được những cái target mà chúng ta phân tích trong cái quá trình đầu tư. Thì đối với giai đoạn hiện tại, MWG vẫn đánh giá rằng target của MWG sẽ đánh về vùng 100. Ok, vẫn không thay đổi cái mục tiêu của target của MWG. Cổ phiếu VGC, VGC thì hiện tại đang ở nằm trong một cái nền tích lũy của VGC. VGC đang có một cái nền tích lũy 20 đến nền 20.5, thì Hùng đánh giá rằng trong một nền tích lũy chặt và
Cạn vốn thì mình đánh giá rằng nó vẫn sẽ khá là ok ở trong một cái nền tích lũy. Đối với VGC thì mình vẫn đang kỳ vọng một cái nhịp đánh dài của cổ phiếu này, đang kỳ vọng một cái nhịp đánh dài của cổ phiếu này, và chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu kỹ thuật. Và vùng đầu tiên đấy là vùng 21, cổ phiếu này cần phải vượt thoát, bứt thoát đi qua. Cổ phiếu TV2 thì là một cái mã cổ phiếu mà rất là thành công của nhóm, và TV2 thì hiện tại các anh chị cũng đang một số các tài khoản của anh chị của Hùng Lê cũng đang nắm giữ mã cổ phiếu TV2. Khi Hùng phân tích mã cổ phiếu TV2 ở vùng giá một, các anh chị lưu ý, tức là bởi vì TV2 vừa mới chia xong dẫn đến cái việc là đây đây các anh chị có thể xem lại, tức là target khi Hùng trước chia là Hùng phân tích là có khả năng chạm về vùng 180. Chạm về vùng 180 đúng không ạ? Và TV2 chia xong thì TV2 trước đây là có một cái nền hỗ trợ ở đâu đó 130, thì Hùng có đánh giá rằng bây giờ sau chia sẽ là nền 120, và từ cái nền này thì cổ phiếu này có thể vượt thoát tích lũy đi lên. Đối với cổ phiếu TV2 thì cái thanh khoản nó hơi thấp, chính vì vậy nên là cái lượng đầu tư của chúng ta cũng không lớn. Và ở trong nhịp này thì Hùng đang kỳ vọng rằng TV2 sẽ đánh về đâu đó khoảng vùng 150, trước hết là vùng 150. Và những cái phản ứng của cổ phiếu TV2 ở vùng giá 130 133.5 rất là tốt. Những cái phản ứng của cổ phiếu ở vùng 133.5 rất là tốt, và chúng ta sẽ chờ những phiên TV2 có những phiên hút dòng tiền và sẽ có những cây nến xanh dài. Sẽ có những cây nến xanh dài để đẩy cổ phiếu này đi lên, thì đấy là một trong những cái kỳ vọng của chúng ta. Những anh chị mà đang nắm giữ cổ phiếu TV2 thì Hùng cũng đã có khuyến nghị rồi, chúng ta sẽ bắt đầu chốt lời dần từ vùng giá 140. Chúng ta sẽ bắt đầu chốt lời dần từ vùng giá 140, bởi vì TV2 như vậy là chúng ta cũng thấy rằng những cái cách đi của cổ phiếu TV2 nó đi rất là chậm, tuy nhiên những cái bước đi của cổ phiếu này thì cũng rất là mãnh liệt, và khi đạt được những cái target thì cổ phiếu này cũng rơi rất là mạnh. Chính vì vậy nên là chúng ta phải rất là lưu ý đối với những mã cổ phiếu như thế này. PNG thì một số các anh chị cũng có hỏi Hùng là có bắt đáy được hay không, thì có đánh giá rằng PNG có một cái nền đây, nền 72.5. Từ nền 72.5 này thì cổ phiếu có thể có những cái động thái, có những cái vượt thoát để cổ phiếu này có thể đi lên ở cái nền 72.5, và cái vùng kháng cự ngắn của PNG ở vùng 77, anh chị lưu ý. Điểm mua thì hiện tại không còn. Ok, những cái mã cổ phiếu PVC và Baona và mã cổ phiếu FLT thì tí Hùng sẽ phân tích, bởi vì đây là nó liên quan đến những cái mã cổ phiếu mà trong danh mục. Ok, như vậy là chúng ta vừa mới điểm lại qua toàn bộ tình hình thị trường chứng khoán trong tuần vừa qua, và một số các cái mã cổ phiếu mang những cái tính chất có những cái nhóm ngành, nhóm trụ, để các anh chị của chúng ta có thể hình dung được tổng quan của thị trường. Và trong phiên ngày hôm nay thì Hùng đánh giá rằng là một cái phiên test cực kỳ tích cực, khi mà VN Index của chúng ta không bị gãy, mà VN Index của chúng ta đã tăng được 2,3 điểm. Và cái lượng mã cổ phiếu tăng giá trên mã cổ phiếu giảm giá nó cũng xem nhau, tức là nó tương đương nhau. Và thêm một cái yếu tố nữa, đấy là tính chu kỳ. Thì Hùng đã nói rồi, tính chu kỳ của thị trường của chúng ta đấy là tính chu kỳ của tháng 7 và tính chu kỳ của quý 3. Thì các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê là như vậy. Trên cái góc độ về nhìn nhận thị trường thì Hùng đã có tuần trước, thì các anh chị có thể nhìn thấy cái vòng cung Hùng vẽ ở đây không ạ? Cái vòng cung này Hùng vẽ đấy là chính là cái cách mà Hùng mô tả một cái cách đi của VN Index của chúng ta, là nếu như VN Index của chúng ta cùng lắm thì sẽ đi ở trong cái vòng cung này, và sẽ có những cái phiên khi chạm về đây thì sẽ có những phiên bứt bứt kênh. Và khi đó thì Hùng đánh giá rằng là VN Index của chúng ta đã có một cái biên tích lũy ở 945 và 955 rất là ok. 4 lần test lại vùng 940 không thủng, và đây chính là một cái phiên phiên ngày thứ hai phiên ngày thứ hai của đầu tuần, chính là một cái phiên tạo lập, chính là một cái phiên tạo lập cực kỳ tốt để giúp cho VN Index của chúng ta xác định một cái kênh xu thế đi mới, và có hai phiên test. Và sau đó thì phiên ngày thứ sáu ngày thứ năm đã có một phiên hút lên rất là đẹp, và trong phiên cuối cùng của ngày thứ sáu là một phiên phiên này thì Hùng đánh giá rất là tuyệt vời, khi VN Index của chúng ta đóng cửa ở ngưỡng 975 điểm, và VN Index đã có những phiên bứt kênh, tức là bứt vùng 958, bứt kênh vùng 958 thành công. Nhìn ở trên tổng thể dòng tiền và trên cái xu thế hiện tại của dòng tiền thì Hùng đang đánh giá rằng VN Index của chúng ta sẽ có một cái nhịp tăng, đang bước vào một cái nhịp tăng rất là tốt. Chính vì vậy nên là tất cả những anh chị mà chúng ta đang có nắm giữ các cái vị thế về tài khoản, về cổ phiếu, thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ để chúng ta
tiếp tục chờ những cái nhịp đánh cao hơn của VN-Index. Và với xu thế hiện tại thì VN-Index của chúng ta Hùng đánh giá rằng là trong tuần tới có thể tiệm cận về vùng 900, tức là sẽ đi vào cái biên là 985 đến biên 1000, sẽ đi vào biên 985 đến biên 1000, bởi vì là tất cả những cái nội tại của dòng tiền và tất cả những cái nội tại của cổ phiếu hiện tại đang đang rất là tốt, đang rất là tốt và hết sức là tích cực. Chính vì vậy nên là Hùng đánh giá rằng cái lực hồi của thị trường ở trong giai đoạn này sẽ đi vào vùng vùng mây, cứ tạm gọi đây là vùng mây 985 đến vùng 1000, thì như thế là các vị thế cổ phiếu của chúng ta nắm giữ hiện tại, chúng ta yên tâm nắm giữ rất là tốt. Còn mở mua mới thì có những mã cổ phiếu đẹp thì chúng ta canh để chúng ta mở mua mới, thì có những cái mã cổ phiếu thì cũng sẽ tiếp tục cập nhật cho các anh chị ở trên Zoom. Hiện tại thì là Hùng đang dùng kênh Zalo để hỗ trợ và tương tác cho tất cả những anh chị em ở trên Zoom của chúng ta. Ok, phần thứ ba thì chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu nằm trong cái danh mục đầu tư của chúng ta. Hùng nên nhấn mạnh lại là xu thế thị trường hiện tại đang rất là ok, các cái mã cổ phiếu trụ và các cái mã cổ phiếu mang tính dẫn nhịp giữ dẫn dắt dòng tiền, và các cái nhóm ngành hiện tại là những cái nhóm ngành chỉnh thì cũng đã chỉnh rất là mạnh rồi, và các cái trụ thì cũng rất là tốt. Nên là cái chu kỳ của tháng 7, Hùng nhấn mạnh lại một lần nữa, chu kỳ của tháng 7 đấy là một chu kỳ khá là tốt của chúng ta để chúng ta có thể yên tâm chúng ta đầu tư. Dòng bất động sản thì Hùng sẽ điểm lại một số các cái mã cổ phiếu, ví dụ như là Nam Long, NLG. NLG hiện tại thì sau một cái nhịp hồi ở đây thì lại chạm về vùng nền, và cái nền hỗ trợ của NLG 28.5. Hiện tại thì đã có những cái phiên phân phối khá là mạnh ở vùng đây, tức là trong những nhịp hồi thì những anh chị nào mà nắm giữ mã cổ phiếu này thì chúng ta cũng đã có được những cái chủ động để chúng ta chốt. VGC thì cũng đã phân tích được. TDH TDH thì sau khi chia TDH thì sau khi chia hơi là xấu hơi xấu nên là hiện tại thì đang có những cái phiên, có thể là hiện tại thì TDH lại đang có những phiên test lại ở cái vùng này thôi, ở vùng vùng này là vùng hỗ trợ 9.5 9.5 ở đây thì khả năng là đang đang test lại đây. Xu thế hiện tại thì đang khá xấu khi mà đường MACD đang 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 có những cái mở rộng ra hơi xấu, còn dòng tiền thì đang cắm xuống, như thế là xu thế của TDH đang bị xấu. VCG cùng phân tích rồi. Đất xanh, một số anh chị có hỏi cùng đất xanh. Đất xanh có mua hay không? Bởi vì đất xanh hiện tại thì đất xanh đang có những cái phiên tạo nền ở đây, tức là nền 18 đến nền 19. Và cái dòng tiền hiện tại thì cũng chưa thực sự là mạnh, thì nếu mà chúng ta mà mua đất xanh thì chúng ta sẽ canh ở quanh vùng khoảng 18.5, 18 đến 18.5 gì đó, thì chúng ta mở mua những cái vùng mua vị thế để chúng ta chờ những cái phiên đánh, khi mà cổ phiếu đánh vượt thoát vùng 19 thì lúc đó thì chúng ta sẽ gia tăng tỷ trọng đối với cổ phiếu đất xanh. Còn hiện tại thì chúng ta chưa có những cái nhịp đánh tốt. HDG, đối với HDG thì cũng đã khuyến nghị các anh chị chúng ta mở mua ở vùng giá 32, khuyến nghị ở trên Zoom. Khuyến nghị từ tuần trước, khi mà Hùng nhìn thấy rằng HDG đã có những cái yếu tố tạo lập ở đây, và hiện tại thì HDG đánh lên vùng 34, và khi chạm về vùng 34 thì đương nhiên khi chạm về những vùng 34 và thậm chí là lên đến vùng 36 thì HDG sẽ có những cái phiên test lình xình ở đây, thì chúng ta sẽ cùng canh, cùng xem những cái phản ứng ở đây, nếu như HDG có những phiên test lại kênh thì chúng ta sẽ mở mua tiếp, còn nếu như mà HDG có những cái phiên mà đánh lên tiếp thì chúng ta có thể gia tăng tỷ trọng tùy theo cái cách mà quản trị rủi ro dòng tiền của chúng ta. Còn ông đánh giá rằng hiện tại HDG vẫn đang có những cái nhịp tăng, những cái nhịp tăng tốt, và cái target ở gần nhất ở trong cái nhịp đánh này thì cũng có thể kỳ vọng là cổ phiếu này sẽ đánh vượt đỉnh, đánh vượt vùng 36 cái đó. Đầu tiên sẽ kỳ vọng đánh vượt vùng 36, và khi vượt vùng 36 xong thì khi đó chúng ta sẽ kỳ vọng ở những cái target tiếp theo của cổ phiếu này, kỳ vọng những cái target tiếp theo của cổ phiếu này đối với HDG. Đây là một cái mã cổ phiếu mà Hùng đánh giá là khá là tốt, khá là ok và đã khuyến nghị đầu tư ở trên Zoom. C32, chúng ta xem C32. C32 thì hiện tại Hùng đang đánh giá rằng C32 có một cái vùng nền ở đây khoảng vùng nền 26.5 đến vùng 27. Đối với cổ phiếu C32 này thì khi có những cái nhịp tăng của cổ phiếu thì cũng khá là tốt, khá là ok. Chúng ta có thể mở mua gom ở cổ phiếu này ở quanh vùng 26.5 đến vùng 27, 1/3, 1/4 số định mua đối với cổ phiếu C32. VCS
Đối với VCS thì trong trong tuần vừa qua, trong tuần vừa rồi kết tuần thì VCS đã có một cái nhịp tăng khá là tốt, khá là ok. Khi mà VCS đã vượt thoát được cái vùng nền tích lũy 60 đến 60 63 ở đây, và trong phiên ngày hôm nay thì VCS cũng đã có một cái nhịp đánh ở đây là vượt thoát vùng 67. Thì Hùng đánh giá rằng là chúng ta sẽ tiếp tục quan sát lại, chúng ta sẽ tiếp tục quan sát. Nếu mà những anh chị nào muốn tham gia mã cổ phiếu này thì chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu tiếp theo của VCS ở quanh vùng 67, bởi vì là cổ phiếu muốn đánh đi dài thì nó không chỉ đánh 1-2 ngày, không chỉ đánh 1-2 buổi, mà chúng ta sẽ cần phải xem sự vận động của nó ở ở đây rất là dài, một vài phiên, để chúng ta xem thử là cái xu thế dòng tiền của chúng ta sẽ như thế nào. Và hơn thế nữa thì VCS cũng đã có một cái vùng kháng cự ở đây cũng khá là dày ở quanh vùng giá 70, nên là chúng ta cũng cũng lưu ý ở cái trạng thái hiện tại. Ngân hàng và chứng khoán thì chúng ta SSI thường phân tích rồi, có một cái mã cổ phiếu Techcombank, TCB, các anh chị cũng có đề cập đến. Thì hiện tại chúng ta thấy rằng Techcombank đã có một cái vùng tạo đáy ở đây, vùng tạo đáy ngắn hạn. Tuy nhiên là cái nền 22 ở đây sẽ là một cái nền mà cổ phiếu này cần sẽ mất khá nhiều thời gian để đánh vượt thoát lên, và sau đó thì mới có thể xác nhận được một cái nhịp tạo đáy ở đây. Thì bắt đáy thì đối với hiện tại, nếu bắt đáy mã cổ phiếu Techcombank thì Hùng cũng không có khuyến nghị các anh chị, bởi vì là Hùng thấy rằng là khi một cái mã cổ phiếu mà bị rơi rất là sâu như thế này thì sẽ cần rất nhiều thời gian, chứ không phải là một phát là cổ phiếu sẽ đi lên ngay được đâu. Anh chị lưu ý giúp Hùng lên. Dầu khí thì có GAT, PLX thì đã khuyến nghị đầu tư. PVS thì hiện tại Hùng đã thay đổi kịch bản rồi. Thêm một mã cổ phiếu PVI và Đạm Phú Mỹ. Thì PVI thì trong những bản tin phân tích trước đây thì cũng có đề cập đến là khả năng là đối với dòng dầu khí thì PVI đang khá là hay. Thì có đề cập đến là khả năng PVI sẽ có thể đánh được về vùng giá ở đây, khoảng về vùng giá 40, 39 đến vùng 40 ở đây. Thì xu thế hiện tại của PVI thì cũng đang đang ổn, chưa có vấn đề gì cả. Khi mà PVI đang có lình trình ở một cái nền cạn vôn như này, thì các anh chị lưu ý là PVI rất có cái kiểu đánh, tức là sau một giai đoạn cạn vôn thì PVI thường có những cây nến xanh kéo dài đi lên, đấy thì là cái cách đánh của cổ phiếu này thường là như vậy. Thì chúng ta quan sát kỹ thì chúng ta cứ thế chúng ta quan sát thôi. Những tài khoản đang nắm giữ PVI thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ. Đạm Phú Mỹ thì hiện tại Đạm Phú Mỹ thường đã nhìn thấy rằng đang có những cái phiên tạo nền tại đây, tạo nền tại vùng 15. Sau những phiên phân phối giảm rất là mạnh thì đã khuyến nghị các anh chị là chúng ta có thể canh vùng 15.15 đến 15.5. 15 đến vùng 15.5 để chúng ta có thể mua vị thế của Đạm Phú Mỹ ở giai đoạn hiện tại chúng ta tham gia cái nhịp bắt đáy ở đây, bởi vì chúng đang nhìn thấy rằng đang có cái lực hồi của cổ phiếu tại đây đối với Đạm Phú Mỹ. Hàng không thì HVN và ACV, VDC thì Hùng đã phân tích rồi đúng không ạ? HVN thì trong những bản tin gần đây Hùng đang đề cập đến vùng 41.5 và vùng kháng cự ngắn của cổ phiếu ở vùng 44, thì hiện tại dòng tiền cũng đang khá là yếu thôi. Cái xu thế lình trình đi ngang vẫn đang được tiếp tục xác lập, và cái vùng 41.5 là cái vùng hỗ trợ của phiếu. Và nếu vùng 41.5 bị phá vỡ thì như thế nó sẽ rất là xấu. Các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê. ACV đối với ACV đối với ACV thì trong giai đoạn hiện tại Hùng đang nhìn thấy rằng ACV đang có những cái lực đánh cũng khá là tốt, và có một phiên này là phiên nhiễu thôi, và sau đó thì ACV đang có lại một cái vùng nền ở đây, đấy là vùng nền 83 đến 84. Xét trong một cái yếu tố tổng thể thì có thể thấy rằng ACV đang có một cái nền tích lũy dài ở đây, và cái nền tích lũy dài mà dài nhất đấy là vùng 80. Thì Hùng cũng đang kỳ vọng rằng từ cái nền này khả năng sẽ có những cái phiên đánh ở đây để làm sao ạ? Sẽ có những phiên đánh ở đây, và kỳ vọng rằng ACV sẽ có một cái nhịp đánh mới. Sau một quãng thời gian khá là dài, khá là êm đềm đối với mã cổ phiếu ACV thì và cái nền giá 80, cái nền giá neo đậu của cổ phiếu này thì chúng ta sẽ cần chờ một xu thế dài của cổ phiếu ACV. Thì đây là một cái mã cổ phiếu mà sẽ đưa vào danh mục theo dõi của chúng ta. Đối với mã cổ phiếu ngành nông nghiệp, Hùng đã có khuyến nghị các anh chị mã cổ phiếu HNG.
Đối với HNG khi mà tạo tạo thành một cái nền tích lũy ở đây, và ông có đánh giá rằng là chúng ta có thể canh lại HNG ở quanh vùng 16 đến vùng 16.5. Vùng 16 đến vùng 16.5 để có thể mua test lại ở đây. Và sau đó thì khi Hùng nhìn thấy cái vùng 16.5 này cổ phiếu khá là khó để về, thì ở vùng 17 Hùng đã tiếp tục nâng cái vùng giá lên ở vùng 17 để chúng ta mua, và đấy là cái vùng giá cuối cùng để chúng ta tham gia. Thì đối với hiện tại HNG đang có những cái lực đánh khá là tốt, và trên cái xu thế hiện tại thì Hùng đang kỳ vọng rằng HNG sẽ đánh, trước mắt là sẽ đánh về khoảng vùng giá 20, về vùng giá 20 trước, và sau đó sẽ đâu đó đến khoảng vùng giá 23 đến vùng giá 24 ở trên này. Thì đối với HNG là một cái mã cổ phiếu mình thấy là cơ bản thì nó không tốt, nhưng mà các cái yếu tố tạo lập đội nhóm đội lái của cổ phiếu này rất là hay. Các anh chị có thể xem lại lịch sử là có một nhịp đánh ở đây từ vùng 8 lên đến vùng 16, tức là tăng 100%, và sau đó thì cũng đang kỳ vọng rằng ở một cái nhịp này ở đâu đó khoảng vùng giá 15 và cũng cũng sẽ có một cái nhịp đánh tương bừng đối với mã cổ phiếu HNG. Thì HNG là một trong những mã cổ phiếu đáng để tham gia đầu tư. Hùng đã khuyến nghị các anh chị ở trên Zoom, chúng ta cùng xem mã cổ phiếu đầu cơ hai hai thì là cũng nông nghiệp. Xem nào, xem hai nào. Hai thì hiện tại là những tín đồ đầu cơ, đây là cổ phiếu trà đá, cổ phiếu vơ bèo vừa tép, thì hai đã có một nhịp đánh dẫn ở đây, xong có một nhịp rũ, và Hùng đánh giá rằng khả năng là nhịp này sẽ đánh thật. Và có đánh thật hay không thì chúng ta cũng sẽ chờ thôi. Đấy, trong một cái nhịp này, và những anh chị nào mà yêu thích mã cổ phiếu đầu cơ có thể canh hai ở đâu đó khoảng quanh vùng giá 1.75, ở cái vùng nền này thôi, 1.75, đâu đó 1.75 hoặc là 1 bao nhiêu ở đây nhỉ, 1.75 đó, ở quanh cái vùng này thôi. Đối với hàng đầu cơ thì chúng ta cũng không nên đu giá theo, nó cũng sẽ khá là nguy hiểm. Ok, cổ phiếu nhựa Baona. Ok, sẽ nói đến Baona nhiều hơn một tí. Baona là một cái mã cổ phiếu khá là chủ lực, và Hùng Lê liên tục phân tích những cái động thái của cổ phiếu Baona. Nếu những anh chị nào mà theo dõi những bản tin của Hùng Lê, thì trong những bản tin phân tích gần đây thì Hùng có đề cập đến cái nền 18.5. 18.5 cổ phiếu này không thủng thì chúng ta cùng chờ những cái cây nến. Đây là những cái cây nến mà Hùng đã vẽ sẵn, chờ những cây nến xanh dài để vượt thoát lên vùng 19, và chúng ta sẽ chờ những cái động thái vượt đỉnh của cổ phiếu này ở vùng 19 chấm 19.3, 19.3. Thì nếu chúng ta nhìn ở trên một góc độ tổng thể về dòng tiền trong một cái xu thế đánh dài, trong một xu thế đánh dài của cổ phiếu, trong một xu thế đánh dài của cổ phiếu, thì cổ phiếu Baona sẽ có những cái mức tăng mà Hùng đang đề cập đến. Target của Baona ở đây là vùng giá 22. Tuy nhiên để lên đến vùng giá 22 thì chúng ta sẽ cần chờ những cái phiên đánh vượt thoát ở đây. Đấy là đánh vượt thoát ở vùng giá 9 10 19.3 đến 19.5. Thì lực đánh hiện tại của dòng tiền của cổ phiếu Baona rất là tốt, và xu thế dòng tiền tốt, tất cả những chỉ báo kỹ thuật thì đang ủng hộ cho một xu thế tăng giá của cổ phiếu Baona. Đối với mã cổ phiếu Baona chúng ta tiếp tục nắm giữ để chúng ta chờ những cái target cao hơn tiếp theo. Mã cổ phiếu TNG, thì đối với TNG thì trong tuần Hùng cũng đã có đề cập đến TNG khi mà TNG đã có những phiên đánh đánh vượt đỉnh ở đây là vùng 20.5. Và Hùng cũng đã có khuyến nghị các anh chị là chúng ta canh vùng 19 19.5 đến vùng 20 để chúng ta vào. Tuy nhiên là cái vùng vùng đó không vào được thì chúng ta nâng dần cái vùng giá mục tiêu lên. Duy nhất chỉ có một phiên, đây duy nhất chỉ có một phiên cổ phiếu này test lại vùng 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 20 thôi. Thì sau những cái phiên đánh mạnh thì hiện tại là trong tuần vừa qua thì gần như là TNG đang có những cái phiên đi ngang ở đây và giữ nhịp rất là tốt, và những cái phiên test sâu nhất chỉ test về vùng 21, 21.3. Test về vùng 21.3 như thế là cổ phiếu này rất là mạnh, và cùng kỳ vọng là nếu mà may mắn thì sang tuần cổ phiếu này có thể test được về đến vùng 21. Thì đây là cái vùng mà chúng ta sẽ tham gia mở mua, các anh chị lưu ý. Đối với TNG thì Hùng đang đánh giá rằng TNG đang chạy theo những cái sóng rất là mạnh của TNG, và những cái đích đến của TNG có thể là sẽ đánh vượt lên đến vùng 20, vùng 27 đến vùng 28, chắc chắn là có thể đánh lên được những cái nhịp sóng dài.
Đối với TNG thì cũng đang đánh giá rằng là TNG cũng đang đi theo những nhịp sóng dài rất là tốt. Thì đối với mã cổ phiếu TNG, các anh chị của chúng ta cũng hết sức lưu ý đối với mã cổ phiếu này. TNG khá là ok. Họ nhà Viettel thì có mã cổ phiếu VGI, Hùng sẽ điểm qua mã cổ phiếu VGI. Đối với VGI thì Hùng đang đánh giá rằng là VGI cũng đang chạy theo những cái sóng dài và cái vùng hỗ trợ ngắn của cổ phiếu này có thể là vùng sâu hơn sẽ là vùng 20 25 25.5, nhưng mà cái vùng hỗ trợ trên đây là vùng 26.5 ở đây. Vùng 26.5 là cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu này, thì khả năng khi chạm về những cái vùng hỗ trợ này thì cổ phiếu này lại có những cái nhịp vượt thoát đi lên. Thì một số anh chị có hỏi là có tham gia VGI hay không, thì cũng đánh giá rằng nếu các anh chị tham gia thì các anh chị có thể mở mua lấy vị thế ở vùng 26.5. Các anh chị lưu ý vùng 26.5 chúng ta không mua đổi đối với mã cổ phiếu này. Đối với ngành thủy điện, hiện tại Hùng đang đánh giá rằng có những mã cổ phiếu rất là tốt và rất là ok. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói đến mã cổ phiếu PPC. PPC đã có một cái nhịp đánh lên rất là tốt và rất tuyệt vời. Thì trong cái nhịp đánh này thì Hùng đánh giá rằng PPC có thể đánh, đầu tiên là sẽ đánh vượt thoát vùng 31, thì hiện tại là đã đánh về vùng 31 rồi, và cái đích đến tiếp theo của PPC đấy là có thể đánh về vùng 439, từ cái vùng nền này có thể đánh về vùng nền 39 đến vùng nền 40. Bởi vì Hùng nhìn thấy rằng cái lực đánh của PPC hiện tại cũng đang rất rất là tốt và khá là ok. Khá tốt là ok. Thêm một cổ phiếu về ngành điện nữa là NT2, Hùng cũng đang theo dõi rất là sát cái động thái của cổ phiếu này, đã khuyến nghị các anh chị mở mua 1/3 số định mua quanh vùng 26.5 đến vùng 27. Đấy là cái vùng nền tích lũy của cổ phiếu, và cũng Hùng cũng đang chờ rằng NT2 cũng sẽ có những cái nhịp đánh từ cái vùng nền này và đi lên ở những cái vùng target cao hơn. Thì đối với target của NT2 thì Hùng sẽ chờ khi mà NT2 xác nhận có những cái tín hiệu xác nhận đánh vừa thoát những cái tín hiệu kỹ thuật. Còn hiện tại thì NT2 vẫn đang đi ở trong một cái vùng nền biên ngang tích lũy. Thì NT2 cũng là một mã cổ phiếu rất là mạnh, các anh chị lưu ý giúp Hùng lên. Hùng điểm qua một số các cái mã cổ phiếu về ngành thủy sản VHC. Đối với VHC thì Hùng có đánh giá rằng ở đây các anh chị theo dõi vùng 89, và sau đó thì đã có những cái nhịp đánh rũ xuống. Hùng đánh giá rằng cái vùng 89 cũng là một vùng kháng cự khá là mạnh, khá là mạnh khi mà nhịp hồi này. Hiện tại thì VHC lại có hai nhịp hồi. Tuy nhiên đối với giai đoạn hiện tại thì Hùng đánh giá rằng VHC không phải là mã cổ phiếu mà chúng ta quan tâm, chúng ta tham gia. ANV và MPC. ANV thì Hùng đã có đề cập đến một cái nền ở đây, đấy là nền tích lũy khoảng nền 26. Khi đó chạm kênh thì Hùng đã có khuyến nghị các anh chị có thể mở mua để đánh một cái lực hồi. Trong giai đoạn hiện tại thì Hùng đánh giá rằng ANV có thể đánh tiệm cận đến về vùng giá 30. ANV sau một phiên đánh lên mạnh thì ANV đã có những phiên test nhẹ về vùng 27 khá là tốt, và ngày hôm nay thì đã đánh lên vùng 27.4. Xu thế hiện tại của ANV Hùng đánh giá rằng vẫn đang khá là ok, các anh chị yên tâm nắm giữ để chúng ta có thể chốt ở những vùng giá cao hơn. Đối với MPC và Minh Phú thì có một cái vùng tích lũy ở đây và những cái điểm chúng ta có thể mở mua ở đây vùng 32.5 đã khuyến nghị, và hiện tại thì đã rơi về vùng 34 và có những phiên test nhẹ ở đây, thì khả năng sau những cái phiên test nhẹ này thì cổ phiếu này lại có một cái xu thế đi như này, thì đối với mã cổ phiếu MPC thì cũng khá là ok. Hiện tại Hùng đang đánh giá là ok. Chúng ta cùng đi hai cái mã cổ phiếu về khu công nghiệp DHD và NTC. Hùng đã ghi ở đây mở ngoặc ở sóng cuối. Thì đối với NTC ở khu công nghiệp Nam Tân Uyên thì sau khi mà hình thành ở một cái nền ở đây, thì nền 136 đến một nền 1143, Hùng có đề cập đến một cái vùng giá 130 đấy, cái nền hỗ trợ của cổ phiếu mà không bị gãy thì khả năng thì N thì cổ phiếu này sẽ đánh về đến vùng giá 180. Và đây là sóng cuối cùng, Hùng đánh giá rằng đây là sóng cuối cùng của cổ phiếu NTC. Thì đối với sóng cuối thì các anh chị chúng ta cũng hết sức là lưu ý, hiện tại là đã về đến vùng giá 160, tức là cách cái target phân tích khoảng tầm 20.000 nữa. D2D, đối với D2D là một cái mã cổ phiếu cũng hoàn toàn tương tự như mã cổ phiếu NTC. D2D thì Hùng cũng các anh chị lưu ý là vì D2D có một cái nhịp chia các anh chị nhé, nên là cái bản tin của tuần này nó sẽ khác với bản tin của tuần trước. Bởi vì tuần này cổ phiếu chia nên dẫn đến là Hùng có đề cập đến cái nền hỗ trợ của cổ phiếu là nền 65.
của nền hỗ trợ này không bị phá vỡ thì cổ phiếu này có thể đi lên cái target trước đây Hùng phân tích là nền 160, nhưng mà vì giá sau chia thì là nó sẽ thành là target trong nhịp phân tích này là thành nền 80. Thì hiện tại là cổ phiếu này đã đạt được lên đến 77.8 và cách cái target phân tích khoảng tầm độ 10 12.000 nữa, à 20 à đâu ạ? 80 là còn 2 2.000 mấy nữa nhỉ? 27 2.000 2.002. 2.002 nữa thì sẽ về đến cái target phân tích ở đây, đây là vùng 80. Ok. Đối với cổ phiếu này thì các anh chị chúng ta cũng canh chốt, bởi vì một số anh chị trong team của Hùng Lê cũng đang có nắm giữ mã cổ phiếu này. Đối với các mã cổ phiếu trụ của Blue Chip BVH, Vinhome, Vinamilk thì Hùng đã phân tích rồi, MVK Hùng đã phân tích rồi. Chúng FPT đã phân tích rồi, còn có điểm qua lại một mã cổ phiếu FRT. Đối với FRT thì trong những cái nhịp mà ở đây Hùng có đề cập đến là vùng giá 54 là cái vùng rất là tốt để chúng ta có thể tham gia, và sau đó thì khi mà cái vùng này đi qua thì Hùng có đề cập đến vùng giá 58. 58 chúng ta mua để chúng ta đánh T cộng, thì từ 58 và cổ phiếu này đã đánh lên được đâu đó ở vùng bao nhiêu, ở vùng 60, Hùng cho vùng 63 đi. Đó, từ vùng 58 đến vùng 63 và sau đó cổ phiếu này thì đang có những nhịp test chỉnh giảm. Những nhịp test chỉnh giảm này thì hôm nay thì nó khá là ok, khi mà chỉnh về đây là hỗ trợ vùng 56, hỗ trợ vùng 56, khả năng thì cổ phiếu này sẽ test chỉnh giảm về vùng 56 ở đây. Sau khi test chỉnh giảm về vùng 56 ở đây thì nó sẽ có những cái tạo lập về dòng tiền và tiếp tục đánh lên. Như thế thì một cái đường đi cũng khá là hợp lý đối với mã cổ phiếu. Cổ phiếu muốn đi dài và đi xa thì không không thể đi vội được mà cứ túc tắc đi. Hai cái mẫu hình cổ phiếu vượt đỉnh STK và TDM. Thì đối với STK, Hùng liên tục phân tích mã cổ phiếu này khi mà ở vùng nền 24, và sau đó thì Hùng có đề cập ở đây là nền 22. Nền 22 là một cái nền chạm kênh, và sau đó thì cổ phiếu cứ túc tắc đi lên, và hiện tại bây giờ thì đã lên đến vùng nền 25.3. Sau một phiên tăng mạnh ngày hôm nay là một phiên test cực kỳ tích cực đối với mã cổ phiếu TDM. Và trong nhịp phân tích này, target Hùng Lê đưa ra phân tích đấy là xin lỗi cả nhà, STK, thì cái target gần ở đây thì Hùng đánh giá rằng cổ phiếu này sẽ đi về khoảng vùng 29 đến vùng 30. Đấy, Hùng đã vẽ ở đây rồi. Và để đi được đến vùng này thì chúng ta cứ theo tuần và theo những cái trình tự để chúng ta có thể phân tích các cái đường đi nước bước của cổ phiếu thông qua hàng tuần, thì chúng ta sẽ chờ chờ những cái tín hiệu tiếp theo, khả năng là sẽ chạm về vùng 28, sau đó dội lại một vài phiên và sau đó đánh về vùng 30. TDM thì ngày hôm nay TDM đã có một phiên giảm khá là mạnh, phiên giảm khá là mạnh, thì Hùng cũng hiểu là động thái của phiên giảm mạnh này là nó là như thế nào. Khi đó thì Hùng có đánh giá rằng TDM đã có một cái quá trình vượt thoát đỉnh ở đây khá là tốt, và trong trong cái nhịp phân tích trước đây thì cũng có đề cập đến là khả năng TDM sẽ có những cái nhịp chỉnh về về vùng đó, về vùng đây này, về vùng đây khoảng vùng giá 29.5 để tiếp tục đi lên. Tuy nhiên là TDM đã không chỉnh và TDM tiếp tục vượt thoát đi lên. Thì tín hiệu kỹ thuật ngày hôm nay là một tín hiệu bán khá là mạnh, thì chúng ta sẽ cùng chờ lại phiên thứ hai tuần tới để chúng ta xác nhận lại cái tín hiệu này là tín hiệu nhiễu hay là tín hiệu thực sự của mã cổ phiếu này bị đánh giảm. Và cái nền hỗ trợ thì bây giờ TDM lại quay lại cái nền hỗ trợ, đây là nền hỗ trợ 31. 31 thì cây nến ngày hôm nay là một cây nến giảm rất là mạnh. Thì chúng ta sẽ phải xem lại cái động thái giảm mạnh ở đây thì một cái phiên rung rũ hàng hay là một cái phiên đánh ra hàng thì chúng ta sẽ cần phải chờ, hoặc là có một cái yếu tố đột biến nào đó. Thì trong cái nhịp đánh này thì Hùng vẫn đề cập đến là TDM từ cái nhịp đánh này là từ cái nhịp đánh ở khoảng vùng giá 28 thì có thể đánh target của cổ phiếu này có thể đánh về vùng giá 40. Có thể đánh về vùng giá 40 và chúng ta cùng chờ xem là cái phiên thứ hai và phiên thứ ba tuần tới để xem là TDM có lấy lại được cái vùng giá ở đây. Tức là lấy lại 1/2 thân nến ở đấy là khoảng vùng giá 30 32.3. Có lấy lại được cái vùng giá này hay không? Và nếu lấy lại được cái vùng giá này thì như vậy là
Như vậy là cái xu thế tăng giá của cổ phiếu sẽ tiếp tục được xác lập đối với mã cổ phiếu TDM. Một số các cái mã cổ phiếu về đầu cơ thì hiện tại chúng ta cũng có thể thấy rằng là trong tuần vừa qua thì nổi lên đấy là cổ phiếu HAG. HAG thì cũng đã hình như cũng đã có phân tích rồi. Cái nhịp đánh ở đây và cái vùng kháng cự mạnh của cổ phiếu này thì ở đâu đó khoảng vùng 5.5 đến vùng 5.6. Đây, chạm về vùng 5.6 thì cổ phiếu này lại có những cái phiên dội lại tích lũy, và nếu mà tích lũy đẹp nhất thì là giảm về khoảng đâu đó 5.15 đi. Đó, giảm về 5.15 và lấy đà để tiếp tục đi lên thì như thế thì nó sẽ là đẹp nhất. Chúng ta sẽ cùng chờ những cái kịch bản tiếp theo đánh lên của cổ phiếu này, như thế thì nó sẽ là ok nhất đối với cổ phiếu HAG. Fit xem nào. Fit thì hiện tại thì cũng đang khá là ok. Hôm nay thì cũng có những cái phiên hình thành đối với Fit thì khi Fit mà đánh thì Fit cũng đánh khá là kinh khủng. Tuy nhiên hiện tại thì đồ đánh của Fit cũng đang đang hơi yếu. Đang hơi yếu khi mà cứ đánh vòng vèo đâu đó về đến khoảng cái vùng đâu đây. Vùng đâu đây là bị dội lại, tức là đánh về vùng 3.6 lại chết. Chờ xem nhịp đánh này có vượt được vùng 3.6 không. Nếu như vượt được vùng 3.6 thì khả năng là nhịp đánh này là nhịp đánh chính thức của Fit. Thì đối với những cái mã cổ phiếu đầu cơ vừa bèo vừa tép thì các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê là chúng ta chỉ đánh để chúng ta mua đủ để uống trà đá thôi. C47 một số mã cổ phiếu này thì thôi Hùng sẽ không phân tích ở đây, tại vì cũng hơi muộn rồi, Hùng Lê đang có việc phải đi. Chúng ta cùng xem mã cổ phiếu PTB. PTB là một trong những mã cổ phiếu mà Hùng Lê đã liên tục phân tích đánh giá trong suốt thời gian vừa qua, khi mà cổ phiếu này ở vùng nền 63 đến vùng nền 64 ở đây và những cái vùng nền thấp hơn ở đây, thì Hùng luôn nhấn mạnh rằng cổ phiếu PTB là một mã cổ phiếu cơ bản đáng để chúng ta đầu tư. Và trong team của Hùng Lê thì các anh chị cũng đã mua PTB ở những vùng giá rất là tốt, khá là ok. Và hiện tại thì chúng ta sẽ canh ở vùng giá 74 đến vùng giá 75 để chúng ta chốt. Như vậy là một cái nhịp đánh của PTB cũng khá là thành công. Và khi tiệm cận về đến vùng 74 đến vùng 75 này thì chúng ta cũng sẽ chú ý chúng ta chú ý để chúng ta ra hàng, và đây là những vùng kháng cự mạnh. Và đối với cổ phiếu PTB thì Hùng đánh giá rằng PTB sẽ đang đi theo những cái sóng dài. Khi chạm về vùng 74 đến vùng 75, cổ phiếu này sẽ chỉnh, và chỉnh xong thì target tiếp theo của cổ phiếu PTB sẽ là vùng 80. Xuyên suốt tất cả những cái bản tin khi mà chỉnh xong thì những cái điểm nào mà có những cái điểm mua thì Hùng sẽ khuyến nghị ở trên Zoom cho các anh chị để chúng ta có thể kịp vào hàng. HT1 thì mã cổ phiếu này thì nó cũng đi khá là túc tắc thôi. Chưa có những yếu tố đột biến, vùng nền ở đây vùng nền 15.5 đến vùng nền 16, nền tích lũy. Trong tuần vừa qua thì có mã cổ phiếu SKG thì hiện tại cũng đang một cái nền tích lũy đi ngang quanh vùng giá 12.2. CVT thì Hùng đang nhìn thấy có một cái lực cầu ở đây khá là tốt và có thể sẽ test lại ở đây. Những anh chị nào mà quan tâm đến mã cổ phiếu CVT có thể canh lại ở quanh vùng 19. Canh lại ở quanh vùng 19. Anh chị lưu ý có thể canh lại quanh vùng 19 đối với mã cổ phiếu CVT. TCH thì là một cái mã cổ phiếu mà đầu cơ khá là cao. Vùng nền ở đây là vùng nền đâu ạ? Vùng nền ở đây là vùng nền 21 đến vùng nền 21.5. Thì Hùng đánh giá rằng khả năng là ở trong vùng nền này thì khả năng là cổ phiếu này sẽ có những nhịp tích lũy đánh dẫn và sẽ có thể là có một cái nhịp tăng đối với mã cổ phiếu TCH. Thì Hùng đã có khuyến nghị các anh chị cổ phiếu này ở trên Zoom. Ba cổ phiếu mới lên sàn Hùng Lê vẫn liên tục theo dõi, đấy là Lê Mạnh Hùng, LMH. LMH thì đang có những cái phiên đánh khá là tốt khi mà sóng cũng khá là rõ ràng, đang có những phiên đánh ở đây đánh vượt đỉnh và vượt đỉnh 17 và có những phiên test rất là đẹp trên vùng giá 17, và khả năng xu thế tiếp theo cổ phiếu này vẫn tiếp tục đi lên. Và xu thế của cổ phiếu này thì đang tăng theo kênh thôi, anh chị có thể canh để chúng ta chốt, chứ còn mua thì bây giờ nó cũng không còn nữa. HVH thì Hùng đã đánh giá rằng ở trong cái nhịp đánh trước đây có sẽ hồi từ vùng giá 25 và khả năng sẽ cao sẽ hồi về vùng giá 27.5. Thì hiện tại thì cũng đang có những cái lực hồi ở quanh đây cũng khá là ok, khả năng sẽ chạm về vùng đỉnh cũ. Thì những cổ phiếu này thì chúng ta cũng sẽ canh chốt thôi.
Cổ phiếu SZC cũng là một cái mã cổ phiếu mà đội đánh tạo lập khá là tốt, rất là tốt khi mà đấy chạm về vùng hỗ trợ ở đây vùng 18.2, và sau đó thì cổ phiếu này đang đánh lên và lại đánh lại vùng đỉnh 21, và với những cái xu thế hiện tại thì khả năng cổ phiếu này sẽ đánh vượt vùng đỉnh 21 và sẽ đi đến vùng nó cao hơn, vùng target nó cao hơn đối với cổ phiếu SSC, khả năng sẽ đi về đâu đó khoảng vùng giá 24 đến vùng giá 25 ở trong nhịp đánh này. Ok, như vậy là chúng ta vừa mới đi phân tích lại toàn bộ tình hình xu thế tình hình thị trường và một số các mã cổ phiếu có điểm mua, một số các mã cổ phiếu mà trong liên tục trong thời gian vừa qua Hùng Lê liên tục khuyến nghị các anh chị để chúng ta tham gia đầu tư. Thì hiện tại đã có những cái mức tăng rất là tốt, ví dụ như BVH, ví dụ như Vinhome, ví dụ như Vinamilk, ví dụ như MWG, STK, TDM và cổ phiếu PTB, cổ phiếu ba con A đó, và một số các mã cổ phiếu VDC chẳng hạn đó. Thì tất cả những cái mã cổ phiếu đó, cổ phiếu Hà Đô đúng không ạ, đều đã có những cái mức tăng rất là tốt, và trong team thì các anh chị cũng đã mua được những cái mã cổ phiếu tốt nhất để chúng ta tham gia đầu tư ở trong cái giai đoạn hiện tại. Và trong trong cái giai đoạn hiện tại thì chúng ta cũng có thể thấy rằng dòng tiền cũng đang khá là tốt, dòng tiền cũng đang khá là tốt, khá là ok. Xu thế chung của thị trường VN Index của chúng ta thì cũng đang hết sức là tích cực, hết sức là tích cực khi mà các cái nhóm ngành gần như đã chỉnh xong, và những cái cổ phiếu mà mang tính chất dẫn dắt giữ nhịp cho thị trường của chúng ta rất là tốt. Và đây là cái thời điểm mà chúng ta đáng để chúng ta tham gia đầu tư, và chúng ta sẽ xuống tiền để chúng ta tham gia đầu tư những cái mã cổ phiếu tốt nhất, những cái mã cổ phiếu mạnh nhất của chúng ta. Và một lần nữa thì Hùng Lê cũng xin mời các anh chị của chúng ta, các anh chị nhà đầu tư, nếu sau khi chúng ta xem những cái bản tin của Hùng Lê, sau khi có những cái góc nhìn về thị trường, góc nhìn những quan điểm chia sẻ về cổ phiếu, thì cũng mời các anh chị về đồng hành ở trên kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng, và cũng mời các anh chị về đồng hành với team của Hùng Lê tại công ty chứng khoán VPS để chúng ta tham gia những cái team nhóm về hỗ trợ các anh chị ở trong quá trình đầu tư chứng khoán cơ sở, phân tích định hướng thị trường, cũng như các cái bảng, cũng như các cái tín hiệu về lệnh của phái sinh đó. Thì Hùng Lê cũng có thể khẳng định rằng đấy là những cái giá trị rất là tốt mà mang lại cho cộng đồng nhà đầu tư, chia sẻ được những cái góc nhìn dưới góc nhìn cá nhân, dưới góc nhìn đầu tư, để giúp cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta ngày càng tốt hơn, ngày càng vững vàng hơn. Và cái điều quan trọng nhất đấy là giúp cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta có thể tồn tại được ở trên thị trường chứng khoán rất là khốc liệt và đầy những khó khăn. Kính chúc quý anh chị nhà đầu tư có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình. Bản tin của ngày hôm nay sớm hơn so với bình thường, bởi vì sau khi bản tin kết thúc thì Hùng Lê có một tí công việc cá nhân, và Hùng Lê sẽ up lên để cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta có được những cái tham khảo, những cái định hướng về xu thế thị trường trong tuần tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị nhà đầu tư.